xin anh chị và các bạn ạ. Quý vị khỏe không ạ? Hôm nay đông quá, đông quá. Hôm nay là kỷ niệm 25 năm của chú. Và quý vị có biết một cái điều này là Minh Tuyết á, có được cái ngày hôm nay tỏa sáng như thế này và được quý vị yêu mến nhiều như thế này là nhờ công lao của chú Nguyễn Ngọc Ngạn, và cũng là nhờ công lao của tất cả quý vị có mặt ở đây. Biết tại sao Minh Tuyết nói lý do đó không ạ? Là bởi vì ngày xưa Minh Tuyết qua bên Úc hát á, trong một cái tour diễn, lúc đó Minh Tuyết là ca sĩ của trung tâm Tình Production và đang ở trong tình trạng là freelance. Sau khi mà hết contract với Tình thì Minh Tuyết được mời vào một cái group ca sĩ rất là hot thời điểm đó của trung tâm Thúy Nga. Thì trong cái đêm hôm đó thì có Minh Tuyết và Trish Thùy Trang và hát tại Melbourne cũng như tại Sydney này. Và cái đêm hôm đó quý vị đã vỗ tay thiệt là lớn cho Minh Tuyết và dành cho Minh Tuyết rất là nhiều cái tình cảm nồng hậu, đến nỗi mà Minh Tuyết vui mà hát hoài không muốn bước xuống sân khấu. Và chính vì cái tình cảm của quý vị dành cho Minh Tuyết như thế đó, cho nên khi Minh Tuyết bước xuống sân khấu, chú đã đến và nói Minh Tuyết như thế này: "Cháu à, cháu có còn hợp đồng với trung tâm nào nữa không?" Và Minh Tuyết bảo rằng là: "Cháu hết rồi chú ạ." À. Và chú nói: "Thế thì về tới Mỹ." Chú nói Thủy, Thủy có nghĩa là chủ của trung tâm production Thúy Nga là Marito, "gọi cho cháu nhé." Và sau đó chị Thủy đã gọi cho Minh Tuyết và Minh Tuyết đã được vào trung tâm Thúy Nga và được đứng vững và được gửi lời ca tiếng hát, cũng được những tiết mục rất là tuyệt vời của trung tâm Thúy Nga gửi đến cho tất cả quý vị. Và ngày hôm nay Minh Tuyết được những tràng pháo tay của quý vị này cũng nhờ một phần rất là lớn của tất cả quý vị, của chú Nguyễn Ngọc Ngạn và của trung tâm Thúy Nga. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và bây giờ thì để không mất thời gian của quý vị, cho phép Minh Tuyết gửi đến quý vị một bài hát rất quen thuộc trước, rồi sau đó sẽ gửi đến quý vị một bài hát, một liên khúc cũng như một lời cảm ơn của Minh Tuyết dành cho tất cả quý vị, cũng như dành cho chú Ngạn. Một liên khúc mà Minh Tuyết gửi đến cho Minh Tuyết rất là nhiều cảm xúc. Và bây giờ một bài hát quen thuộc, xin mời quý vị cùng lắng nghe sau đây. Anh chỉ đến bên em lúc buồn, về những ngày vui anh về nơi đâu. Anh chỉ thank you.
Xin mời quý vị lắng nghe sau đây liên khúc tình xa khuất. Xin mời quý vị. Cảm ơn quý vị. Nhưng một lời cảm ơn cũng phải thiết dành cho tất cả quý vị cũng như dành cho chú Nhạc ngày hôm nay. Tình ta vẫn tiếp tha bao tháng ngày, sao anh đã
Nhiều lắm.